Hello, xin chào các bạn tới ITV Club Channel. Hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2021. Thì mình cũng giới thiệu cho các bạn về những công ty mà có năng lượng tái tạo. Thì chúng ta thấy là trong giai đoạn vừa rồi thì các công ty điện mà có năng lượng tái tạo nó cũng đã có một cái sự bứt phá rất là tốt. Thì qua đây thì mình cũng giới thiệu cho bạn một cái mã, đó là ASM. Thì là ASM cũng là một cái tập đoàn có những cái công ty mà sản xuất được điện năng lượng tái tạo, thì chúng ta thấy là cũng đang có những cái hấp dẫn trong tương lai và cũng như là về dài hạn hơn. Thì để mà nhìn qua được cổ phiếu này có hấp dẫn về tiềm năng về tương lai hay không, thì chúng ta trong ngắn hạn như này thì chúng ta sẽ tìm được những cái điểm mua thích hợp cho các bạn đối với cổ phiếu này. Thì mình cũng sẽ chia sẻ với bạn về những cái đồ thị để chúng ta có những cái điểm mua thích hợp nhất có thể, đúng không? Thì bây giờ thì để mình mở qua cho các bạn cùng xem. Đây, thì ở đây là các bạn thấy là mình mở cho các bạn là cái đồ thị của ASM. Trong đây là về mặt dài hạn thì chúng ta thấy là ASM đã có một cái sự bật tăng, và thấy là bật tăng rất là mạnh ở đây, bật tăng rất là mạnh và đang có những cái sự rung lắc ở những cái vùng đỉnh này và đã điều chỉnh lại các bạn, đúng không? Đã điều chỉnh lại, và đang có cái sự tích lũy và sắp có những cái bật tăng sắp tới. Thì chúng ta thấy là về trong mặt dạng của ASM cũng là một cái cổ phiếu cũng tương đối là tốt về mặt dạng. Còn trong ngắn hạn chúng ta sẽ có những cái điểm mua đối với lại ASM này. Và chúng ta cần chú ý gì đối với lại những cái đồ thị mà trong khu vực tuần như thế này? Thì bạn thấy là đối với khu vực tuần thì ở đây là những cái mà chúng thấy là trước tiên thì ở những cái vực đỉnh ở đây nè, đó bạn thấy những cái vực đỉnh này thì ASM đã có những cái sự bứt phá đi qua, và sau đó nó cũng có điều chỉnh trở lại và chúng ta cũng đang tiến về đây. Thì bạn thấy lại đây thì cũng đang gặp những cái vùng đỉnh ở đây, đúng không? Mình thấy là cũng đang gặp những cái vùng đỉnh ở đây và tiếp tục có sự rung lắc, và thấy nó có nghĩa là ở trong về mặt dài hạn hơn thì chúng ta thấy là nó vẫn đang tích lũy trong về cái mặt điều chỉnh. Tích lũy trong cái biên độ mà nó đã tăng trước đó thì nó đã điều chỉnh và đầu tích lũy trở lại. Thì chúng ta nhìn trong cái khung tuần thì nó cũng đang tích lũy và khi đi lên quay lên thì nó gặp những cái vùng đỉnh của nó, đúng không? Đó, đỉnh nó thì nó đang gặp rung lắc, thì chúng ta thấy là trong tổng quan nó cũng là đang tích lũy tích cực, đúng không? Về tích cực và mặt dài đang tăng, Thì chúng ta nhìn qua những cái khu vực ngắn hạn hơn thì chúng ta thấy là trong ngắn hạn hơn thì nó đã có những cái sự bật tăng lên từ ở đây, đó bạn thấy là có sự bật tăng lên đó. Chúng ta nhìn tổng quan thì nó đã có sự bật tăng trở lên và chúng ta thấy là những cái điểm mua như thế nào. Về đây thì bạn thấy những cái điểm mua ở đây của ASM là những cái có những cái hỗ trợ ở đây, bạn thấy là ở đây có những cái hỗ trợ như là 14.5 là đối với khu vực này là hỗ trợ rất tốt của ASM về mặt tương đối là dài luôn các bạn, đó tương đối là dài. Còn ở đây là đối với ngắn hạn là thấy là đã có một cái sự bật tăng lên và bắt đầu có những cái điều chỉnh và tiếp tục sẽ có những cái sự tích lũy lại ở khu vực này. Bạn thấy nếu mà trong tuần kế tiếp mà SM mà có điều chỉnh về những khu vực như 15.5 đó, 15.5 là sẽ có những cái điểm mua cũng là hấp dẫn nha các bạn. Bạn thấy là ở đây là ASM cũng đã điều chỉnh về đây một lần, chúng ta thấy là sẽ những cái diễn biến là sẽ có tích lũy của vùng này đó. Thì đây là cái vùng tích lũy thì chúng ta cứ mạnh dạn mua đối với ASM trong khu vực này nha. Và chúng ta thấy là về xét theo ngắn hạn chúng ta sẽ thấy có những cái hỗ trợ ở đây, đó những cái hỗ trợ này là tốt các bạn. Còn hỗ trợ 4.5 là cực kỳ tốt. Còn chúng ta thấy là mua ở những khu vực hỗ trợ như thế này từ cái vùng 15.5 cho tới khu vực 15.8 là cũng khá hấp dẫn đối với ASM. Đó là khu vực mà tích lũy của chúng ta cũng có thể tham gia được đối với ASM nha các bạn. Rồi chúng ta cùng nhìn qua lại cái nếu mà vượt tích lũy xong thì nó sẽ như thế nào của anh em trong thời gian sắp tới đó. Và chúng ta thấy là trong thời gian sắp tới nếu mà nó tích lũy tốt trong cái ngắn hạn của daily mà nó bứt phá tăng lên và tuần sau mình thấy nó tiếp tục vượt qua những lại khu vực trên đây là thấy là những cái vùng đỉnh ở trên đây lại và tiếp tục tăng, thì chúng ta thấy là nó sẽ có cơ hội, đúng không? Có cơ hội là đi qua cái đám mây này tạo nên một cái tín hiệu là vượt mây, đúng rồi đó, tạo nên một cái tín hiệu vượt mây là chúng ta sẽ thấy tích cực, đúng không các bạn? Tích cực đối với anh em trong những cái tuần kế tiếp, đó là tuần sau là cũng sẽ có cơ hội bật tăng rất là tốt, cho nên trong tuần sau thì nếu mà có cái điều chỉnh của anh em thì bạn cứ canh mua những cái vùng đó nhé bạn. Rồi đó là mình giới thiệu cho các bạn về mã ASM và chúng ta cũng có những cái vị trí mua được và chúng ta đã view được cái ASM này cũng là sẽ có những tích cực mà trong về dài là đang trong một cái tăng đó, cho nên là trong ngắn hạn thì bạn cũng có thể canh những cái điểm đó bạn mua. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi hết như này và chúng mình cũng chia sẻ cho bạn về mã ASM nha. Còn bạn thấy hay thì nhớ cho mình xin một like và một chia sẻ cái video này, và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn vào nút subscribe kênh và ấn luôn cái nút chuông cái bên để nhận được những cái clip và những cái buổi livestream trực tiếp để cho các bạn có thể theo dõi sớm nhất, nhận thông báo sớm nhất nha. Còn là bạn nào yêu quý mình thì có thể liên hệ với mình, cái số điện thoại đang chạy và cũng như dưới cái phần mô tả để chúng ta cũng có thể liên hệ với nhau, và mình cũng có thể hỗ trợ cho các bạn bằng cái việc các bạn có thể là ủng hộ mình bằng cái việc là mở tài khoản tại VPS để chúng ta cũng có thể tương tác trong những cái buổi giao dịch và cũng có những cái mã hấp dẫn mà mình để giới thiệu cho các bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn lần sau và những cái buổi clip kế tiếp nha. Rồi cảm ơn các bạn nhiều, bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Và các bạn nhớ là bình thường livestream trong từ thứ hai tới thứ sáu là lúc từ buổi sáng là lúc 10 giờ và buổi chiều là 15 giờ để tổng kết lại thị trường nha, và cũng như giới thiệu cho các bạn những cái mã mà các bạn cũng có thể quan tâm trong ngày và mua bán luôn. Rồi cảm ơn các bạn, bye bye và hẹn gặp lại. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.